Xin chào các bạn, mình là huấn luyện viên Trần Tuấn Vũ đến từ trung tâm Kickfit Việt Nam. Ở số trước mình đã giới thiệu với các bạn về đòn đấm thẳng trái. Ở số lần này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về đòn đấm thẳng phải, trong tiếng Anh gọi là cross hoặc là right straight. Đòn thẳng phải là một đòn đấm rất uy lực và mạnh mẽ. Thứ nhất vì nó là tay thuận của đa số chúng ta. Thứ hai, tay phải ở phía sau, quãng đường đến đích sẽ dài hơn so với tay trái, cho nên lực sinh ra tác động sẽ lớn hơn so với tay trái. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phương pháp để thực hiện một đòn thẳng phải đúng quy tắc. Để mở đầu cho cú đấm thẳng phải, gót chân phải của chúng ta cần xoay ra ngoài, mũi chân hướng vào trong. Việc xoay gót chân giống như việc mở khóa giải phóng cho nguồn năng lượng phát ra từ vùng thân trên. Nếu không xoay gót, thân của chúng ta sẽ bị giữ lại và không phát huy được hết sức mạnh của cú đấm. Ngay sau khi xoay gót chân, dòng năng lượng giờ được truyền qua vùng hông và chuyển hóa thành một nguồn lực rất mạnh. Vì thế xoay hông là một bước rất quan trọng để có một cú đấm mạnh mẽ. Và nếu như các bạn vẫn còn nghi ngờ về lực hông thì chúng ta hãy cùng nhau theo dõi phần minh họa ngay sau đây. Tuy là hơi lố bịch và phi thực tế một chút, nhưng ý mình muốn nhấn mạnh nguyên tắc xoay hông, đừng quên yếu tố này nha các bạn. Tiếp theo là nguyên tắc đường trung tâm. Đường trung tâm hay centerline là một đường thẳng vô hình được xác định bởi hướng mũi của chúng ta. Đòn đấm thẳng phải sẽ xuất phát từ má, đi qua vùng mặt và nhập vào đường trung tâm. Vì nó đi qua mặt nên đây cũng chính là lý do tên quốc tế của đòn này là cross. Hãy kiểm tra bằng cách nhìn vào gương. Nếu bạn thấy nắm đấm của mình che đi phần mũi chỉ để lộ hai con mắt thì đòn đấm đã đi trên centerline rồi đấy. Giống như ở số trước nói về đòn đấm thẳng trái, đòn thẳng phải cũng phải tuân theo nguyên tắc trong công có thủ. Vì vậy hãy đảm bảo cằm của bạn được giấu sau vai khi tung ra đòn đấm thẳng phải. Thăng bằng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Hãy giữ thăng bằng thật tốt khi tung ra cú đấm. Đặt trọng tâm của cơ thể dồn đều trên hai chân. Muốn đòn đấm dài hơn hãy xoay hông và đẩy vai sâu hơn, chứ đừng lao về trước cả bị hớ nữa nha. Chỉ cần chúng ta mất kiểm soát về sự thăng bằng, đối phương sẽ lao vào làm thịt chúng ta ngay lập tức. Nguyên tắc gia tốc ở cuối đòn là nguyên tắc chung cho mọi đòn đấm, và đòn thẳng phải cũng không ngoại lệ. Khi đòn đấm gần tiếp xúc với đích, hãy tăng tốc thật nhanh để đẩy lực tác động lên cực đại. Đòn đấm của bạn sẽ trở thành nỗi khiếp sợ thật sự cho đối thủ. Đòn thẳng phải tuy rất mạnh nhưng lại có quãng đường dài hơn so với đòn chọc tay trước, hay còn gọi là đòn thẳng trái. Vì vậy nếu bạn trực tiếp đấm đòn thẳng phải thì sẽ dễ bị lộ và đối phương sẽ đáp trả bạn bằng một cú đấm thẳng trái ngắn hơn và nhanh hơn. Cũng chính vì lý do này mà trước khi đấm thẳng phải chúng ta cần nối bằng một đòn tay trước, giống như một động thái che mắt đối phương, tạo cơ hội cho cú đấm tay sau đáp trúng đích. Từ đó mà tổ hợp đòn cơ bản đầu tiên được thiết lập, đó chính là combo 1-2 hay jab cross. Combo là một tổ hợp được kết hợp từ hai đòn đánh trở lên. Với combo 1-2, các bạn nên tập kỹ từng đòn đơn, sau đó mix chúng lại với nhau. Có thể sắp xếp theo thứ tự từ cơ bản như 1-2 hoặc 1-1-2, rồi đến nâng cao hơn một chút là combo 1-2-1-2. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy để lại bình luận, nhấn nút like và chia sẻ. Đồng thời like fanpage để theo dõi các số tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.